danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề. Mục tiêu của bài này về kiến thức, chúng ta sẽ viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề từ các nội dung đã học từ cuộc sống. Chúng ta sẽ hình thành được các năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân và hợp tác trao đổi, thảo luận. Đặc biệt là chúng ta sẽ hình thành được năng lực viết tạo lập văn bản. Nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ chia làm 3 phần. Phần 1, định hướng. Phần 2, tìm hiểu ví dụ. Phần 3, yêu cầu chung. Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung cụ thể của từng phần. Phần 1, định hướng. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu là gì? Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề là viết thu hoạch sau khi nghiên cứu về một đề tài đã được thực hiện. Và vấn đề nghiên cứu rất đa dạng, phong phú, có thể là một vấn đề đặt ra trong học tập gắn với môn học. Đặc điểm của các nhân vật trong các đoạn trích chiến thắng mờ tao mờ xây là một ví dụ về vấn đề chúng ta có thể nghiên cứu. Hoặc chúng ta có thể nghiên cứu về nhân vật trong drama buộc tội của sự thi Ấn Độ. Hay chúng ta có thể nghiên cứu về thân phận của những người phụ nữ trong các bài thơ của Hồ Xuân Hương hoặc qua các nhân vật phụ nữ trong hai vở chèo Kim Nham và Quan Âm Thị Kính. Những vấn đề nghiên cứu cũng có thể được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống đã và đang đặt ra trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ví dụ. Đọc văn bản, thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trang số 52, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 1. Chúng ta có thể đưa ra được các nhận xét sau. Đầu tiên là nhan đề. Nhan đề ở đây đã nêu lên những vấn đề sẽ trình bày trong văn bản. Phần tóm tắt có nhiệm vụ giới thiệu những thông tin quan trọng trong bài viết, giúp người đọc dễ nắm bắt và theo dõi vấn đề. Nội dung chính ở đây đó chính là tầm quan trọng của việc đọc sách và văn hóa đọc sách của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tác giả đã trích dẫn những quan điểm về văn hóa đọc và chúng ta thấy rằng trong bài viết báo cáo này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu, đó là phương pháp điều tra. Chú ý các tiêu đề nhỏ để biết đến kết quả chính của báo cáo là gì. Đó là nhu cầu đọc, là thói quen đọc, là nguồn tài liệu, nhu cầu và hứng thú đọc. Phương tiện hỗ trợ ở đây rất phù hợp vì giúp chúng ta dễ hình dung ra vấn đề được nói đến. Đặc biệt, trong bài nghiên cứu có sử dụng các bảng biểu. Bảng biểu này có tác dụng thống kê lại nhu cầu và hứng thú đọc. Nội dung chính của phần kết luận đó chính là ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc với sinh viên. Những tài liệu tham khảo này có liên quan trực tiếp đến nội dung báo cáo, bổ sung nội dung đề bài báo cáo đầy đủ, rõ ràng và chi tiết hơn. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được những nội dung chính trong ví dụ thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Có thể rút ra nhận xét như sau. Về yêu cầu khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu đó là gì? Đầu tiên, chúng ta phải lựa chọn được vấn đề cần phải tổng kết, làm rõ thêm trong các bài đã học hoặc một vấn đề có ý nghĩa đặt ra từ cuộc sống. Việc lựa chọn đề tài cho bài nghiên cứu của mình là bước đầu tiên và rất quan trọng. Thứ hai, chúng ta cần tiến hành nghiên cứu theo một quy trình. Quy trình đó là gì? Đầu tiên, phải xác định mục đích và cách thức nghiên cứu, phải thu thập và lựa chọn tài liệu, ghi chép, sử dụng các công cụ tra cứu như từ điển, sách báo, internet và tổng hợp kết quả nghiên cứu. Chúng ta cần xây dựng được dàn ý hay còn gọi là đề cương của báo cáo kết quả nghiên cứu. Đề cương của báo cáo kết quả này thường có các nội dung lớn sau đây. Ví dụ như
Phần mở đầu, phần này sẽ nêu vấn đề đề tài được lựa chọn để nghiên cứu. Lý do, mục đích và phương pháp nghiên cứu là gì? Trong phần nội dung, chúng ta sẽ làm rõ, trình bày các kết quả nghiên cứu về đề tài đã chọn, triển khai các lý lẽ, dẫn chứng, lập luận, chứng minh cho các luận điểm được nêu ra, và có thể trích dẫn ý kiến của người khác, lập biểu bảng, thống kê về đối tượng nghiên cứu để chứng minh cho tính chính xác trong các lập luận và nhận định của mình, tạo sự so sánh cần thiết với các đối tượng nghiên cứu khác để tạo nên sức hấp dẫn và thuyết phục cho bài viết. Đặc biệt, trong một bài nghiên cứu thì phần kết luận vô cùng quan trọng. Phần kết luận là để khái quát ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đã được trình bày, nêu ra các đề xuất, khuyến nghị của người nghiên cứu nếu có. Và kết quả nghiên cứu tuy mới chỉ dừng ở mức rèn luyện, tập dượt, nhưng các em cần mạnh dạn tìm hiểu, cố gắng để có được những phát hiện của riêng mình, tránh việc đạo văn hoặc vay mượn phát hiện của người khác mà không dẫn nguồn tài liệu. Báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề có thể sử dụng trích dẫn, cước chủ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp. Hãy cùng sang phần thực hành. Chúng ta sẽ thực hành với đề bài sau. Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức thơ đường luật qua một số bài thơ trung đại đã học. Với đề bài này, đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là gì? Là xác định yêu cầu cần thực hiện của bài tập. Xem lại phần kiến thức ngữ văn, đọc lại các bài thơ trung đại đã học, chú ý đến các yếu tố như thể loại, thể thơ, bố cục các bài thơ, số câu trong một bài, số từ trong một câu, niêm luật của bài thơ, cách gieo vần, các phép đối, phân biệt giữa thơ chữ Nôm và chữ Hán. Đọc các bài thơ đường luật đã học và các bài thơ đường luật đã học ở trung học cơ sở. Sưu tầm một số ý kiến của các nhà nghiên cứu về thơ đường luật. Chúng ta hãy cùng lập giản ý và tìm ý theo những gợi ý sau đây. Đầu tiên, trong phần mở đầu, chúng ta hãy giới thiệu chung về thơ đường luật trung đại và ý nghĩa của việc tìm hiểu hình thức thơ đường luật. Sang đến phần nội dung, chúng ta cần giới thiệu các bài thơ đường luật trung đại đã học và cách phân loại chúng như thế nào. Chúng ta hãy phân tích bố cục chung của một bài đường luật Thất Ngôn Bát Cú với các câu đề thực luận kết và vai trò của chúng trong bài thơ. Từ đó giới thiệu thêm về thơ Tứ Tuyệt, ví dụ như bài Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương. Hay chúng ta phải giới thiệu về vần, về đối, niêm luật trong thơ đường luật, có thể lập bảng niêm luật của thơ, nêu tác dụng của yếu tố hình thức trong việc thể hiện nội dung. Hãy phân tích sự sáng tạo về hình thức của thơ Nôm đường luật. Đặc biệt, sang phần kết bài, chúng ta cần khái quát tổng hợp lại vấn đề đã được trình bày. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được tìm hiểu về cách thức để viết một bài báo cáo. Và đặc biệt, chúng ta cũng đã tìm hiểu được với một đề bài cụ thể, chúng ta cần phải thực hành ở bước chuẩn bị và bước tìm ý lập giản ý như thế nào. Lưu ý, khi viết các dạng đề báo cáo về một nghiên cứu nào đó, chúng ta cần nêu rõ các kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức và ý kiến của bản thân về vấn đề nghiên cứu đó. Và điều đặc biệt trong các đề tài nghiên cứu là phải có tư liệu tham khảo và có trích dẫn đầy đủ. Hy vọng rằng với những gợi ý trong bài học ngày hôm nay, các em đã có thể viết một bài nghiên cứu về một vấn đề cụ thể nào đó thật sâu sắc, xác thực và thuyết phục. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.